Theo ông Phạm Ngọc Tuấn, Chủ tịch Viện Phát triển Quản trị và Công nghệ mới, gọi tắt là IMT, hiện nay Việt Nam có trên 500.000 doanh nghiệp, trong số đó có đến 98% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ hết sức quan trọng trong nền kinh tế nước nhà bởi tính năng động và mức độ đóng góp trong việc giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay vẫn năng lực cạnh tranh chúng ta vẫn còn yếu. Yếu về cái gì? Yếu về năng suất. Chúng ta không có giữ vững về chất lượng. Chúng ta còn yếu về một số về vấn đề cái vốn đầu tư. Thì bây giờ chúng ta cứ từng bước chúng ta bổ sung. Mà cách bổ sung, mà cách tốt nhất là chúng ta dựa vào cái sự liên kết, hợp tác và đặc biệt là hợp tác với các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản. Đây là nơi chúng ta có thể gọi là tin cậy để chúng ta có thể hợp tác và phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa phát huy hết năng lực cạnh tranh, năng suất lao động, chưa có được sự liên kết hợp tác với các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước một cách toàn diện. Ngày 1 tháng 3 năm 2018, IMT đã triển khai ký kết ghi nhớ hợp tác với Tổ chức Phi lợi nhuận Liên minh các doanh nghiệp châu Á, gọi tắt là ICOSA, sau khi tổ chức này có chuyến thị sát các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận. Qua đó, cả hai bên sẽ cùng nhau thực hiện những nội dung như tạo môi trường học hỏi, giao lưu cho chủ doanh nghiệp, phối hợp khai thác khả năng liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp châu Á, đồng thời nghiên cứu chính sách về các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đề xuất phương án cải thiện với chính phủ nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại của các doanh nghiệp nhỏ, giúp họ có môi trường thuận lợi để phát huy vai trò của mình trong sự phát triển chung của nền kinh tế. Ở Nhật Bản, công ty vừa và nhỏ đóng góp hơn 50% GDP trên toàn quốc. Tại các địa phương, sự đóng góp của các công ty vừa và nhỏ nhiều hơn các công ty lớn. Hiện nay, trên toàn Nhật Bản, có hơn 70% lao động đang làm việc tại các công ty vừa và nhỏ. Chính vì vậy, nếu các công ty vừa và nhỏ không phát triển, thì nền kinh tế cũng khó mà phát triển được. Lần này, chúng tôi muốn tạo ra một sân chơi, nơi giao lưu giữa các doanh nghiệp Việt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ châu Á, nhưng trước hết là các doanh nghiệp Nhật Bản. Giáo sư Naohiro Kurose cũng cho rằng Việt Nam có một lợi thế rất lớn, đó là đội ngũ lao động trẻ, mà ngay cả những doanh nghiệp Nhật Bản còn mơ ước nhưng ngược lại chưa có nhiều kinh nghiệm và năng suất vẫn chưa phát huy tối ưu. Do đó, việc hợp tác, giao lưu là cần thiết cho việc phát triển của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.